Đây là gian bếp nhà mình. Hôm nay là ngày chủ nhật đám giỗ bà ngoại mình. Chúng ta có đi xem vào vợ mình làm cái gì đây. Hôm nay chúng ta có lẩu, có lẩu cá thác lát ha em. Lẩu cá thác lát nè. Rồi gỏi gà, chả giò, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ chỉ làm thôi, tầm khoảng 12 giờ thì chúng tôi sẽ có khách đến. Bây giờ là 11:30, 12 giờ chúng tôi sẽ có khách đến. Đợt khách đầu tiên, và tới 2 giờ thì lại có thêm một đợt khách thứ hai. Và năm nay là năm đầu tiên ở trên đất khách, chúng tôi làm sinh làm đám giỗ của bà ngoại tôi. Công tác chuẩn bị giỗ cho của bà ngoại mình cũng sắp cũng hòm hòm rồi đó. Mà năm nay được cái là có cả bà nội ở đây. Bà ngoại là mẹ của mẹ mình. Mẹ mình thì đang đứng ở trong kia, chứ không phải là bà ngoại của hay mấy đứa nhỏ nhà mình. Phải nói rõ để cho mọi người biết. Hôm nay thì món chính của gia đình là lẩu khổ qua cá thác lát. Rồi xem bà nội đang. Chả giò. Ủa sao cái chả tôm mà có chả tôm cốm hả mẹ? Cái này là chả tôm, còn cái mẹ đang chiên là có cốm đúng không? Bạn ăn hoàn thành đến 80%. Chúng tôi có gỏi gà, lẩu khổ qua, còn cái chả giò nữa thôi. Trên tường là hình của hai cậu con, anh hai và em bé. Đây là cô Út nhà mình, cô không ăn chung với gia đình mà cô ăn pizza riêng. Say hello everyone. Hello. Nice to meet you. Meet you. Good boy. Nè Simon. Trước nè. Không có ai mà mời người ta ăn tiệc mà tới nhà mà phải mang theo ghế hết trơn. I just told her nobody invite somebody to have party in their house and ask they bring the chair as well. It's okay. My God. Okay. We have a chair. You know today is the anniversary. Yeah, grandmama. Just my godmother. Yeah. Last time, yeah? Yeah. Who is it? Last time she was here. But she's going away, no? No, grandmother. Has Simon eaten yet? Not yet. No, he's coming. He's watching TV.
Your day off only today? Yesterday working. Simon. Oh, thank you. You first, come on. Anh nói là mẹ ăn trước thì mẹ phải bắt đầu trước thì anh mới uống. No, I think that's my wife already ring. Thank you. Bữa nay Romeo tham gia tiệc luôn. Enjoy to us. Good. Mẹ còn một cái đoàn khách VIP nữa đấy mẹ ơi. Hả? Bà nội còn một cái đoàn khách VIP chưa đến. Quá cay đối với nó mà. Very refreshing. You in this one?
Oh, you put it in a soup, yeah? With joy. Okay, thank you. Our loyalty is love enough to keep you out of free. Little baby. Mama, little baby. Bỏ vô nước nó nở ra, bỏ ra ngoài teo lại. Vừa thôi mẹ ơi. Yeah. So which stretch you put it in when you mix it? Is it cornstarch or potato stretch or baking powder? That's it, baking powder. Yeah. And other meat, toppings. Yeah. This one is good for him. Thôi cái gì? Kêu người ta xuống ngồi chơi. Pill, stay here, Pill. Chúng tôi đang đón một đoàn khách mới, đoàn khách rất là VIP. Đó là ba mẹ đỡ đầu. Romeo ate already. Romeo ate already. Yeah. So he can eat food then. Yeah, he can eat. Pill, help her to put the chair. Okay, yeah. You want biscuit? Oh, he wants biscuits. Oh, yes. Yeah, it's okay, it's okay. Yeah, you can, it's okay. We not sit in. Okay. Please. You want to open? Yeah. That's all of you. We need to open. Yes. Okay. Which one you want? No, you have to eat. We don't eat. They are eating maybe. Okay. Yeah, we will sit there. If we want to eat, yeah. Get one. Yeah. Why are you still? Thế là xong một ngày chủ nhật và cũng kết thúc đám giỗ của bà ngoại mình. Em mới lấy cái gì mỏi vô túi vậy? À, nhanh thế. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bye-bye.